ông chủ lên sóng hơi được nhiều. Hôm nay em Hằng chính thức lại lên sóng, không anh em lại quên mất mặt của em Hằng. À, dạ vâng, hôm nay em Hằng giới thiệu với cả nhà một bộ thủ lai. Vâng, đến từ Nhật. Và bộ này tên là Hitachi nhé. À, Chiyo. Đấy, làm lâu quá không làm thế nào đâm ra lại quên mất anh em ạ. Dạ vâng, bộ này là Chiyo. Vâng, IDS 303. Dạ vâng ạ. À, bộ này thì nó quá khủng. Từ khi em Hằng làm những cái bộ thủ đài phòng ông chủ chưa thấy bộ nào. Cái bộ này là 1m8. Vâng, nó dài 1m8 và sâu là 50. À, chiều cao là 62. Bộ này nó quá khủng. À, anh em mà để quan tâm đến thì hãy liên hệ với bên Hằng. À, đồng thời anh em nào mà thích những cái tắp be như thế này thì có thể là đây ạ, những cái tép như thế này thì rất là hợp với cả anh em để trong cái không gian và để trên những cái bộ tủ như thế này. À, cái này thì ông chủ đã test ở quán ngon lành rồi. Vâng, và những cái đặt này thì nó có cả đồ đây nữa, đó, nó có cả những cái nằm ạ. Và đây là của em Hằng, nhà em Hằng đang dùng ạ. Anh em cũng rất là quan tâm đến những cái đồ này. Và ngoài ra thì những cái bộ như này thì anh em có thể chơi rất là nhiều cái cổng. Vâng, đây là em Hằng đang cho chạy từ trên mạng xuống nhá, qua đầu dãy mã. Thế còn anh em mà thích mà chơi FM này, AM này, và đây ạ, khi hai bên đang phối hợp chặt chẽ rất là nhiều cái kênh. Và anh em có thể đây là sóng, là dò sóng này. Dạ vâng, bên dãy của Trung Quốc đó. Với quy mô thương mại 2 triệu mà không dùng nữa thì anh em có thể đến thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Anh được đánh giá là động lực không chỉ cho nền kinh tế của hai quốc gia. Vâng, trong hợp Polo thì anh em cái này thì em đang đây. Một cái thì bạn ấy tự ra và nó về vị trí của mình. Vâng, và bật về. À, nghe trên mạng ạ. Bà chủ lần sau phải nói là chữ cắt nhá. Ở tiếng Anh thì bà chủ không thạo làm anh em thông cảm nhá. Chẳng như là tép thì hay đọc là tape, đọc nó khá là kiểu dân dã. Lên sóng cả nhà thông cảm nhá. Rồi, bây giờ thì mời cả nhà thưởng thức ca khúc Qua Cơn Mê của Hà Thanh Xuân. Em phát từ một thiết bị nhạc qua đầu giải mã. Mình cắm xuống cái bộ thủ đài này để mình thưởng thức chất âm nhé.
Đấy, ngoài phần volume ở đây ra, anh em có thể chỉnh cân bằng loa này, chỉnh bass, chỉnh chép, và đặc biệt là có chế độ lau nốt thêm. Em bật thử lau nốt này. Đó. Mình tắt lau nốt đi này. Cái căn phòng của em nó cũng khá là nhỏ thôi, tầm khoảng 30 mét vuông, thì mình không cần bật lau nốt quá là nhiều đâu. Shop nhé, có địa chỉ ở trên trang rồi. Thì rất là cảm ơn cả nhà và đã yêu quý và đã hai cơ sở của ông Thanh Khánh Hàng Hà Nội. Hẹn anh em vào những cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.